nạn nhân trong vụ xác thủy hoang mang lên tiếng, dư luận xôn xao ngóng chờ kết quả. Mới gần đây, thông tin ông Nguyễn Ngọc Thủy, tức là xác thủy, bị bắt tạm giam khiến cho nhiều phụ huynh có con học tại trung tâm Anh ngữ Apex Leader vô cùng hoang mang, với cùng một thắc mắc chung: ai sẽ trả học phí cho họ? Bộ Công an mới đây vừa khởi tố bắt tạm giam ông Nguyễn Ngọc Thủy, tức xác thủy, chủ tịch công ty giáo dục E-Group, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ông Nguyễn Ngọc Thủy cũng là tổng giám đốc của trung tâm Anh ngữ Apex Leader, một hệ thống các trung tâm Anh ngữ gây sóng gió trong 2 năm vừa qua, khi bị hàng nghìn phụ huynh khắp nơi đòi nợ với số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng. Thông tin ông Nguyễn Ngọc Thủy bị bắt tạm giam sáng nay đã khiến cho phụ huynh từng miệt mài đòi nợ trong suốt 2 năm vừa qua có tâm trạng khác nhau. Chị H là phụ huynh có con học tại trung tâm Anh ngữ Apex Tân Hòa Đông, sau đó là Lạc Long Quân ở thành phố Hồ Chí Minh, đã chia sẻ: công cuộc đi đòi tiền của tôi và các phụ huynh khác đã rơi vào tình trạng vô vọng. Rất là đau, nhưng mà chúng tôi phải xác định rằng tiền của mình đã bị mất. Không chỉ tôi và nhiều phụ huynh khác cũng lâm vào hoành như vậy. Con của chị H từng theo học tại tiếng Anh ở Apex Tân Hòa Đông, sau đó thì chuyển sang Apex Lạc Long Quân, khi mà hàng chục trung tâm Apex ở thành phố Hồ Chí Minh đã bị đóng cửa. Chị H nhận định rằng việc đòi lại tiền chẳng đi đến đâu, bởi vì phía của Apex không có thiện chí khắc phục hậu quả này. Dù vậy thì tôi vẫn xác định phải đòi tiền, bởi vì đây là đồng tiền từ mồ hôi, nước mắt của mình, chị cho biết. Khi mà nghe tin ông Thủy bị bắt tạm giam vào sáng nay, chị H đã nói: tôi mong cơ quan chức năng mở rộng điều tra, luật pháp bảo vệ các nạn nhân của ông Thủy. Còn anh B, có con học tại Apex Hai Bà Trưng, thành phố Hồ Chí Minh, cho hay: hiện tại thì Apex đang nợ anh hơn 100 triệu đồng. Sau khi hoàng loạt các trung tâm Apex đóng cửa, anh chưa nhận được đồng nào từ công ty này. Việc ông Thủy bị bắt tạm giam khiến cho anh B vô cùng hoang mang. 2 năm nay, chúng tôi đã đi nhiều lần đòi tiền, cũng như là gửi đơn tới các cơ quan chức năng. Nhưng mà hiện chúng tôi cũng không khỏi lo lắng, bởi vì không biết số tiền ông Thủy còn nợ sẽ được xử lý như thế nào, anh B đã nói. Còn đối với một anh tên C, là một phụ huynh từng có con học tại Apex Cộng Hòa ở thành phố Hồ Chí Minh, cũng cho hay rằng số tiền từ phía Apex đang nợ anh lên tới 120 triệu đồng. Dù 2 năm vừa qua, anh C đã cùng các phụ huynh khác cần mẫn trong việc đòi tiền, cũng như là phía Apex nhiều lần đã hứa hẹn, nhưng mà nam phụ huynh này chưa nhận lại được một đồng nghìn nào. Vì vậy, niềm tin dành cho Apex trong anh gần như đã hết. Niềm tin của chúng tôi đã mất, tôi cũng đã xác định mình sẽ bị mất tiền, anh thở dài rồi nói. Câu hỏi rằng ông Nguyễn Học Thủy bị bắt thì ai sẽ trả học phí cho phụ huynh đây, cũng là một mối quan tâm của nhiều phụ huynh đã chót đặt niềm tin vào trung tâm tiếng Anh này. Điều này có nghĩa là việc đòi tiền của họ sẽ còn cần thêm nhiều thời gian nữa. Trước đó thì Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã thống kê rằng hiện tổng số học sinh của các trung tâm ngoại ngữ Apex Leader ở thành phố là 11.295 em. Số tiền học phí Apex phải hoàn trả là hơn 108 tỷ đồng, trong đó đã trả hơn 14 tỷ. Còn Apex đang nợ hơn 92 tỷ đồng. Bên cạnh đó thì đơn vị này còn nợ lương của giáo viên và nhân viên đến tháng 2 năm 2023 là hơn 11 tỷ đồng và tiền thuê mặt bằng là hơn 9 tỷ. Bê bối lùm xùm của vụ xác thủy, nợ phụ huynh hàng trăm tỷ, loạt trung tâm đóng cửa. Bộ Công an vừa khởi tố bắt tạm giam ông Nguyễn Ngọc Thủy, tức là xác thủy, chủ tịch công ty giáo dục E-Group, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, ông Thủy cũng gây không ít lùm xùm với phụ huynh của trung tâm Apex Leader. Lùm xùm tại trung tâm Apex Leader, lùm xùm này bắt đầu từ tháng 9 năm 2022, khi mà nhiều phụ huynh tại Đắk Lắk gửi đơn phản ánh tố cáo tới cơ quan chức năng về việc trung tâm Anh ngữ này ở Buôn Ma Thuột đóng cửa nhưng mà lại không chịu hoàn trả học phí.
Các phụ huynh cho biết rằng đã đóng tới hàng chục triệu đồng trong 12 tháng, nhưng mà con của mình mới chỉ học có 1 tháng thôi, trung tâm này đã đóng cửa. Tại thời điểm này thì ban lãnh đạo Apex Leader đã khẳng định không có chủ trương bỏ rơi khách hàng, đồng thời gửi lời xin lỗi phụ huynh và hứa sẽ sớm mở cửa trở lại. Chỉ 2 tháng sau, hàng chục phụ huynh tại Đồng Nai có con theo học tại trung tâm Apex Leader Biên Hòa cũng lại phải làm đơn khiếu nại, yêu cầu hoàn trả học phí với các lý do trung tâm không thực hiện đúng như lời cam kết. Giáo viên thì dạy hời hợt, thậm chí là các khóa học chưa được nửa thời gian mới đưa lại tài liệu cho học viên. Các phụ huynh tại đây nhiều lần đã liên hệ xin hoàn lại học phí với số tiền hơn 1,5 tỷ nhưng mà không nhận được phản hồi gì. Trước sức ép của phụ huynh, Apex Leader đã đề xuất được hoàn trả học phí 5 đợt, kéo dài thành 5 tháng, mỗi đợt là 20%. Đây cũng là thời điểm hàng loạt trung tâm Anh ngữ Apex Leader trên cả nước như là Apex Leader Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hà Tĩnh hay là Khánh Hòa, Hải Phòng đồng loạt đều đóng cửa. Bị giáo viên tố là nợ nương, phụ huynh tố là ôm tiền bỏ rơi khách hàng và yêu cầu hoàn trả học phí. Chia sẻ trên báo Vietnamnet thời điểm đó, ông Nguyễn Ngọc Thủy, tức Shark Thủy đã cho biết đã không có lường trước được tác động của dịch Covid-19. Việc đóng cửa của các trung tâm tiếng Anh khiến chúng tôi gặp nhiều khó khăn. Khi mà tăng trưởng nóng với việc mở nhiều trung tâm vào giai đoạn 2019 cùng với phần chủ quan trên đà chiến thắng, chúng tôi đã đi khá nhanh và đã gặp một cú vấp rất lớn, ông Thủy đã nói. Ông Thủy cho biết vào giai đoạn đó thì mỗi tháng tập đoàn tổn thất khoảng hơn 100 tỷ đồng và trong 6 tháng gần đây là gần 1.000 tỷ đồng. Ông cho biết đã đề xuất với các phụ huynh cho chuyển thành các hợp đồng vay có lãi suất như ngân hàng và sẽ trả dần sau giai đoạn tái cấu trúc. Dù dính vào những vụ lùm xùm thì ông Thủy đã khẳng định sẽ không bao giờ bỏ trốn ra nước ngoài và sẵn sàng chịu trách nhiệm với những gì mình đã gây ra. Thời gian sau, nhiều lần Sắc Thủy đã họp với các phụ huynh có con theo học tại trung tâm, đưa ra một lộ trình hoàn trả học phí. Sau khi được chuyển học phí đã thu thành các khoản vay có lãi từ Đồng Nai tới tận Hà Nội, thì các phụ huynh đóng tiền đều có chung nguyện vọng sớm được hoàn tiền để cho con mình đi học ở chỗ khác. Thậm chí trên Facebook có nhiều phụ huynh hợp hội nhóm, hội nạn nhân của trung tâm Apex English để chia sẻ thông tin với nhau. Ngày 9 tháng 1, Apex Leader ra thông báo về phương án hoàn học phí cho phụ huynh. Thông báo nêu từ tháng 3 năm 2023, khi mà chính thức quay lại hoạt động, Apex Leader đã nỗ lực để xây dựng lại hệ thống, thực hiện đợt 2 hoàn phí theo lộ trình cam kết với phụ huynh ngày 9 tháng 4 năm 2023. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện kế hoạch này, Apex gặp nhiều khó khăn như là vừa bị kiệt quệ sau Covid-19, lại gặp kinh tế suy thoái, doanh nghiệp có nhiều nghĩa vụ tài chính phát sinh phải trả. Ngoài ra thì khó khăn đặc biệt gây chậm hoàn phí là do một số nhóm phụ huynh bao vây trung tâm Apex Leader đang hoạt động, gây ra sức ép đòi lại học phí, làm ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động kinh doanh và nguồn thu của công ty này. Nhân sự thì lo sợ nghỉ việc, tăng số lượng rút phí do các trung tâm đang hoạt động không thể giảng dạy trực tiếp cho học sinh. Thông báo đã nêu, việc này đã khiến Apex Leader mất khả năng hoàn phí cho các đợt tiếp theo cho phụ huynh. Hiện thì các công ty đã dừng giảng dạy trực tiếp ở các trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh để đảm bảo an toàn cho học sinh và thầy cô giáo. Trước thông tin ông Thủy đưa ra, các phụ huynh cho rằng ông Thủy đang cố tình biến chúng tôi trở thành nạn nhân, trở thành người phá hoại. Đến đến nay, chỉ riêng Thành phố Hồ Chí Minh đã có 39 trên 41 trung tâm Apex Leader dừng hoạt động. Phụ huynh của 4.400 học sinh muốn rút học phí. Tổng số tiền Apex Leader phải trả cho phụ huynh ở đây là hơn 108 tỷ đồng, đã trả được hơn 14,2 tỷ, còn nợ gần 94 tỷ đồng. Bên cạnh đó thì có đơn vị còn nợ lương giáo viên và lương của nhân viên tháng 2 năm 2023 là hơn 11,5 tỷ đồng và tiền thuê mặt bằng là hơn 9 tỷ.